Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Sadhu, kính thưa đại chúng, Đức Phật đó rất là từ bi. Ngài trong suốt cuộc đời của Ngài, Ngài không có làm ra cái tôn giáo gì mới hết á. Tại vì hễ nói có cái tôn giáo gì mới là người ta dính mắc tới cái đó rồi, người ta không có giải thoát nổi. Mà trong kinh Trung Bộ, Ngài đã nói cho Bà La Môn là chớ dính mắc bất cứ một điều gì. Và chánh pháp của Ngài giống như bè để đi qua sông, mà hễ đi qua sông rồi thì phải để bè lại, không có ai vác bè đi tiếp tục ở bên kia bờ nữa. Tức là chúng ta không nên dính mắc bất cứ một cái gì. Nhưng mà bây giờ thử kiểm điểm lại coi chúng ta đang dính mắc cái gì để rồi chúng ta mới buông được. Đức Phật nói đạo Phật là đạo buông. Buông từ từ, buông cho tới lúc nào không còn cái gì để buông nữa, đó là A-la-hán. Buông thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, buông của cải, của tiền của tôi, cái này của tôi, chồng của tôi, vợ của tôi, nhà tôi. Buông cái thân được, tức là chấp rằng cái thân không có thật, nó tự nhiên là tứ đại và ngũ uẩn. Mà thưa chư vị, nếu buông được cái bước đầu á, là buông cái thân kiến chấp vào cái thân là có thật. Mà nếu buông được cái đó thì đã chứng tư đạo hoàn rồi, tức là bước vào dòng thánh rồi. Dòng sông nhỏ sẽ từ từ chảy ra biển cả, tức là biển giải thoát. Tư đạo hoàn có nghĩa là còn 7 lần sanh nữa thôi. Hết 7 lần sanh thì đương nhiên sẽ giải thoát. Rất đơn giản vậy thôi. Cho nên người tu tập phải biết nhận rõ là ta đang dính mắc cái gì, người ta mới buông được. Đâu thử chúng ta thử quan sát coi chúng ta dính cái gì. Thân tôi đẹp, đẹp phải không quý vị? Nó là cái bị thịt, trong đó đờm rãi, phân nước tiểu, máu mủ, đẹp chỗ nào? Rồi nếu đẹp thật thì khi chết nó còn đẹp không? Rồi lúc trẻ nó đẹp mà lúc già nó đẹp không? Đó là chưa nói tới cái lúc mà đi toilet đó, quý vị ngồi trên cái toilet rồi quý vị á, những vị nào mà còn bị bệnh đó, táo bón á, cái mặt nó rặn á, rồi coi nó đẹp không? Sự thật vẫn là sự thật. Nhưng chúng ta đang sống trong ảo giác. Và vì sống trong ảo giác cho nên cái cô kỹ nữ đó khi chết rồi đó, mà Ngài Xá Lợi Phất đã cho thấy thần thức nó biến thành cái con dòi bò từ lỗ mắt này sang lỗ mắt kia. Và cũng chính vì sống trong cái ảo giác không biết rằng tứ đại là không thật, cứng mềm nóng lạnh, đất nước gió lửa là cứng mềm nóng lạnh đó, phòng xẹp, mà cứ tưởng rằng cái thân này có thật. Cho nên ngay cả như một vị đệ tử của Đức Phật khi chết đầu thai làm con rận bò bò trong cái áo cà sa, tại vì không thấy được rằng á, ngũ uẩn là không thật, tứ đại là không thật, ngũ uẩn là không có chủ, vô ngã. Cho nên chấp và có ta và có cái dính mắc, và hễ còn dính mắc thì cái tâm nó đi theo cái đó. Kiếp này quý vị có những cái điều chưa được hài lòng, cái tâm nó còn ấm ức, mà nếu không buông được thì tiếp tục kiếp sau nó sẽ quay trở lại nữa. Nó ưa thích cái gì nó quay trở lại cái đó thôi.
ưa thích cái gì nó quay trở lại cái đó thôi. Đấy. Thế thì thưa chư vị, ưa thích cái gì đây? Đức Phật có một người anh em họ là Ananda. Trước khi đi tu theo Phật thì ông này ông đã lỡ hứa hôn. Lỡ hứa hôn với một cô công chúa. Mà cô công chúa này đẹp lắm. Ông mê mẩn à. Và thưa chư vị, đi tu chứ. Nhưng mà vẫn mê. Thấy cái hình đẹp mê. Cho nên ngồi thiền vẫn tưởng tượng tới cô đó. Cái tâm nó dính đó quý vị. Dẫu là ngồi thiền mà cái tâm nó dính, không giải thoát nổi. Đức Phật rất từ bi. Ngài biết. Cho nên Ngài mới dẫn cái ông Ananda đi lên cung trời. Lên cung trời, thăm cung trời thì chư thiên ra cúng dường Đức Phật, hoan hỷ. Rồi các tiên nữ múa hát ở trên đó, đẹp vô cùng. Và Ngài Ananda nhìn thì ngơ ngẩn, không tưởng tượng nổi, quá đẹp, quá đẹp. Và trên con đường trở về, từ trên trời trở về dưới đất, Đức Thế Tôn mới dẫn ổng đi ngang cái rừng già cháy. Trong đó có một con chó già, chó cái già, lông rụng, sắp chết, nằm rên hừ hừ, lông nó rụng gần hết. Lông nó rụng gần hết. Thế thì sau khi về tới nơi, Đức Thế Tôn mới hỏi ông Ananda: Này Ananda, so sánh giữa công chúa mà sắp cưới của nhà ngươi á và tiên nữ trên trời thì cái nào đẹp hơn? Ngài Ananda nói: Bạch Đức Thế Tôn, con thật xấu hổ. Nếu so sánh mà cái hình ảnh công chúa của con với tiên nữ thì công chúa của con nó giống như là con chó cái già rụng lông sắp chết ở trong cái rừng cháy. Tiên nữ đẹp quá, đẹp không thể tưởng tượng được, tinh khiết và đẹp, dịu dàng. Đức Phật cười và Đức Phật nói như thế này: Nếu ngươi cố gắng tu hành, nhà ngươi được sanh thiên thì nhà ngươi sẽ gặp tiên nữ. Ông nghe vậy ông mừng quá. Ông cố gắng ngồi thiền để được sanh thiên. Và bạn bè thấy cái ông này á ham ngồi thiền để được sanh thiên. Cho nên á mới nói ông: Ông mà tu cái gì? Ông mê tiên nữ. Cho nên ông ráng ngồi thiền thôi. Ông nghe xấu hổ quá. Đi vào rừng vắng, kiếm một gốc cây ngồi thiền thực sự. Nhắm mắt ngồi thiền thực sự. Quyết tâm. Và cuối cùng chứng A-la-hán. Thế thì nghệ thuật mà Đức Phật dạy ở đây là cái gì đây quý vị? Tức là phải chuyển hóa từ thấp lên cao. Rồi cao lên cao nữa. Khi con người ta đã mê mẩn về cái sắc pháp là công chúa đẹp, mà không thấy các pháp là vô thường, không thấy các pháp là sanh diệt, mà không thấy vô thường sanh diệt đều dẫn tới đau khổ, thì Đức Phật phải dùng cái mẹo. Ngài dẫn dụ cho đi thăm tiên nữ, tức là dời cái đề mục, dời cái đề mục quán chiếu
Cô Minh Thể chắc tắt máy đi ạ. Tắt cái mic. Kính thưa chư vị, giờ cái đề mục của sự chú ý, thay vì cái tâm mình nó dính mắc tới công chúa, bây giờ dời cái đề mục á là nó chú ý tới chư tiên, tiên nữ. Rồi cuối cùng á quay cái đề mục trở lại thấy con chó cái rụng lông và sắp chết ở trong cái rừng cháy. Tức là thấy khổ. Có như tiên nữ rồi cũng sẽ phải biệt ly. Đừng tưởng nhớ đến chư thiên thần thánh, vì như ta họ cũng nhỏ lẻ biệt ly. Chư thiên mà hết phước cũng rớt xuống làm côn trùng, hà huống gì là loài người. Đức Thế Tôn đã nói sinh ra làm người rất khó, giống như con rùa mù 500 năm trồi đầu lên một lần, tìm cái bọng cây ngoài biển chui vào, chưa khó sinh ra được làm người. Khó lắm. Tu bao nhiêu kiếp, vô lượng kiếp mới được làm người. Nhưng mà thưa chư vị, Đức Thế Tôn cũng dặn dò chúng ta rất là tâm huyết. Ngài thiết tha lắm, Ngài nói: các ngươi chỉ có một kiếp thôi. Chúng sinh loài người sau khi chết 99.9999% sinh làm súc sinh ngạ quỷ. Cái số nó quá lớn rồi. Nó chỉ có một phần trẹo là không làm ngạ quỷ súc sinh thôi. Có nghĩa là chúng ta đều rớt vào trong cái số đó, cái số mà làm ngạ quỷ súc sinh. Và ta chỉ có một kiếp này thôi, kiếp làm ngày để làm người, để tu thôi. Tại sao thế? Tại vì Đức Thế Tôn chỉ rất rõ, cây lúc sống nghiêng hướng nào thì khi chết nó sẽ đổ về hướng đó. Khi sống nó ham ăn, ham ngủ, ham cảm xúc dục lạc, mắt nhìn là thấy đẹp, thấy xấu, tai nghe là thấy thương, thấy ghét, mũi ngửi là có chê, có khen, lưỡi nếm là có phiền não, có thích thú. Những cảm giác rục lạc ấy Đức Phật gọi là thọ. Mà có thọ thì có thân, có thân nó mới thọ. Mà có thân thì ái ngã, ái rồi thủ rồi hữu rồi sanh tử ưu bi phiền não. Cho nên Đức Thế Tôn nói con người lúc sống ưa thích ăn uống ngủ, rồi nam nữ, và cứ như vậy những cảm giác ấy làm cho ta tâm ta dính mắc. Và khi tâm nó dính mắc rồi thì khi chết nó đi theo cái ngã của nó thôi. Nó thích cái ngã nào đi theo ngã đó. Thích ăn thì có thể kiếp sau nó làm con heo, vì tu nhiều, cúng dường nhiều, làm con heo có phước, nằm chỗ đó người ta cho ăn đầy đủ không đói. Thích chạy nhảy thì nó làm con khỉ, nhảy kiếp này, nhảy vườn này vườn kia, nhảy toàn cây đẹp không à. Rồi nhờ cúng dường nhiều cho nên nó có trái cây nhiều, không bao giờ đói. Những cái gì ta đang làm sẽ tạo ra cái nghiệp để cho cái tâm ta dẫn dắt ta tái sinh trong cảnh đấy. Phật trước khi nhập Niết Bàn, Ngài nói: ta không giải nghiệp chúng sanh được, các ngươi phải tự tu. Trong kinh Pháp Cú, Đức Thế Tôn cũng nói: tự các ngươi làm các ngươi ô nhiễm, tự các ngươi làm các ngươi thanh tịnh. Mình muốn đi đường nào thì mình tu thôi. Đường này đến thế gian, đường kia đến Niết Bàn. Các đệ tử của Phật hãy ghi nhớ rõ ràng trong kinh Pháp Cú, đường ở đâu? Đường trong tâm á. Đường làm thiện với đường làm bất thiện. Các pháp bất thiện tức là các pháp đưa tới cảm giác dục lạc, ưa thích hoặc ghét.
Thế ưa thích thì kéo vào là tham, mà ghét thì tránh né đẩy ra gọi là sân. Đó là hai trạng thái của năng lượng tâm thức biến hiện, đẩy ra kéo vào. Và hễ tâm thức có di động thì lập tức có cảnh giới. Cảnh giới đó ta thích thì ta đến, cảnh giới đó ta không thích ta né. Thí dụ như quý vị không thích đi chợ cá, thì nếu có bà ai mà rủ nó đi chợ cá thì nói thôi tôi bận lắm tôi không đi. Cái tâm nó vậy mà. Còn nếu chỗ nào ưa thích, người nào ưa thích ca hát, thì chỗ nào mà nó ca hát á, thì người ta rủ một cái này, bữa nào đi nhớ nhắc tôi nhé, bữa nào đi nhớ nhắc tôi nhé, tức là tâm tái sanh á, cái thức tái sanh á, nó dặn dò là sẽ tái sanh vì còn thích. Thế thì cái tâm nó dính mắc. Dính mắc ở đâu? Dính mắc ở nơi sắc thinh hương vị xúc pháp. Mà mấy cái đó làm gì dính mắc? Tại vì ta vô minh, ta không thấy rằng tứ đại là đất nước gió lửa. Cái thân này nó chỉ là cứng mềm nóng lạnh. Đất là cứng mềm chứ không phải là đất bên ngoài đâu. Đất nó là cứng mềm, nó là khái niệm, nó là phạm trù, nó là concept, tức là khái niệm. Một cái để đo thôi, và nó tương đối, đều bị thay đổi vô thường. Tâm ta có lúc cứng, rồi tâm ta có lúc mềm. Lúc cứng là cái gì? Đi đòi nợ, nhất quyết phải đòi cho bằng được. Lúc mềm là cái gì? Thấy người đẹp lại rủ đi ăn kem, mềm xèo à, phải đi theo. Tâm có lúc cứng lúc mềm. Ai khen á thì ưa thích, nói thôi anh lại đây anh uống cà phê với tôi đi, tức là tâm mềm xèo ấy, cái gì đâu, lệ thuộc nơi âm thanh, chạy theo âm thanh. Tại sao âm thanh nó làm cho mình chạy theo? Tại vì cảm xúc dục lạc, thọ lạc, nghe thích quá chạy theo. Và hễ còn thích còn ghét, tức là còn tham còn sân, thì còn sanh tử luân hồi. Phật nói rất đơn giản. Và chỉ có chúng ta quyết định cho sự sanh tử luân hồi của chúng ta, không ai giúp được. Phật đó là Phật không giải nghiệp chúng sanh được, Phật không làm cho chúng ta đi lên cõi niết bàn được. Chúng ta phải tự tu. Trước khi Phật nhập niết bàn, ngài A Nan hỏi Phật, Phật đã nói hãy đứng trên đôi chân, hãy tự thắp đuốc mà đi, nương nhờ nơi giới và pháp của ta để tu. Nương nhờ nơi giới và pháp của ta để tu, nhưng phải tự đứng trên đôi chân và tự đi. Phật không giải nghiệp chúng sanh được. Vậy thì có ông sư, ông thầy nào mà giỏi hơn Phật để mà giải nghiệp của quý vị? Cho nên quý vị cứ tin là có chùa này linh hay cái ông sư kia giỏi là vô minh. Không ông nào bằng Phật hết á. Mà Phật đã không làm được thì ai làm? Ai làm được? Mà nếu ta không biết được điều đó thì là vô minh. Thế thì ai làm được đấy? Phật nói rõ chính các ngươi. Chính các ngươi làm cho các ngươi ô nhiễm, thì chính các ngươi làm cho các ngươi thanh tịnh. Ở trong kinh Pháp Cú á, chỉ có ta thôi. Tự ta đã dính mắc ở nơi tâm, thì nay ta, cũng chính ta, phải rửa sạch nó hoặc cởi nó ra. Không ai cứu được hết á. Đừng mong có ông Phật nào cứu, cũng đừng mong có ông sư nào cứu. Chính quý vị phải tự cứu. Mà Phật chỉ đường cứu bằng cách nào? Thân thọ tâm pháp. Trước khi ngài nhập niết bàn, có cư sĩ lại hỏi Đức Thế Tôn, các cái giáo phái khác có cái cách nào để giải thoát hay không?
tức là chứng A-la-hán không? Đức Phật nói không, chỉ có bát chánh đạo mới dẫn tới giải thoát. Tu thiền mà không có bát chánh đạo vô ích. Đạt được tới tứ thiền, bát định, năm thần thông như là ngài Đề Bà Đạt Đa mà vẫn phải rớt xuống địa ngục. Và Đức Thế Tôn nói rất rõ, chỉ có bát chánh đạo mới đưa từ con người thấp hèn, tâm địa như là súc sanh, trở thành tâm người, rồi từ tâm người trở thành tâm Bồ Tát, rồi từ tâm Bồ Tát chuyển hóa thành tâm thánh. Cứ từ từ đi thôi, giống như chúng ta đi học á, học hết mẫu giáo lên tới tiểu học, trung học, đại học, từ từ rồi sẽ tốt nghiệp. Nhưng có khi nào quý vị nói thôi giờ con không cần phải học vậy nữa, giờ con đi mua bằng tiến sĩ? Mua thì được chứ, phải không quý vị? Sứ nào cũng bán bằng hết à, đưa tiền rồi bán à. Bây giờ quý vị xách cái chừng 200-300 triệu á, tặng cho một cái trường đại học á, là cái trường đại học á cấp cho quý vị cái bằng tiến sĩ danh dự, cấp ngay 200-300 triệu đô á. Cho nên mấy nhà tỷ phú đều có bằng tiến sĩ hết à, tại vì ông cho nhiều quá, cho 500-700 triệu đô thì trường đại học nào mà không tặng cho cái bằng tiến sĩ. Nhưng mà cái đầu rỗng tuếch à, nó có cái gì trong đó không mới là quan trọng. Đấy, thế thì chúng ta tu học kiểu gì để làm cái gì? Nếu mục đích của chúng ta là để giải thoát thì phải buông từ từ, buông được thân kiến hoài nghi giới cấm thủ thì chứng tự đạo hoàn. Cho tới khi nào buông luôn cái sân đó thì chứng A-la-hán. A-la-hàm vẫn còn sân nhé, trong kinh Phật dạy rất rõ vậy. A-la-hàm vẫn còn sân. Cho nên quý vị tu tập cứ từng bước mà tu, nhưng mà phải quyết tâm tu đi tới, chứ không thể nào cứ ngồi chỗ không học gì hết rồi cái mong cầu mình có cái kiến thức của một ông tiến sĩ thì không có, mong cầu giải thoát thì không có. Nào nhà, nào vợ, nào chồng, nào con, nào cửa, nào xe, nào thân, nào đẹp, nào xấu, buông đi. Đạo Phật là buông. Chồng tôi, vợ tôi, con tôi, có cái gì của quý vị? Covid nó tới đó, Covid-19 đó, nó đến đó. Cái gì của quý vị? Nhiều người chết bây giờ không có hòm, họ lấy cái bao ni lông họ bọc vô cái họ dục dưới đất đó, rồi lấy cái xe ủi đất đó, nó ủi một cái đường rãnh thật là dài, nó bỏ xuống cả 100 người đó, rồi nó rắc bột thuốc lên để cho khỏi bị lây lan cái vi khuẩn. Chết mà người ta còn sợ mình lây, mình đã chết rồi mà ta còn sợ là nó lây ra cho người khác, tự ghê tởm mình như vậy đó. Có hiểu không quý vị? Thế mà sống quý lắm. Tôi phải như thế này, chồng tôi, vợ tôi, con tôi, cái gì nó cũng vĩnh cửu. Và vì chấp thủ dính mắc vào như vậy, cho nên á, cái tâm nó nhớ rằng tôi có thân, có nhà, có cửa, có cha, có mẹ, có vợ, có chồng, có tài sản. Thì khi đi tái sanh á, nó sẽ tiếp tục tái sanh nữa, tại nó còn mà. Còn cái của tôi á, thì còn tái sanh. Ai thích thì cứ làm thôi. Phật còn không giải được thì đừng có mong ai giải được. Cho nên đừng có đi chỗ này chỗ kia nhờ cúng mất công. Không có ai có quyền năng hơn ông Phật hết á. Mà Phật đã nói ta không giải nghiệp chúng sanh được. Bằng chứng là trong cuộc sống của ngài, khi thành Thích Ca đó, thành
bị tiêu diệt. Vua Lưu Ly đem quân giết toàn thể dân chúng dòng họ Thích, dòng họ của ngài đó. Ngài cản có được đâu, cản hai lần thôi, tới lần thứ ba không cản được. Khi túc nghiệp đã trổ, Phật còn không cản được, ai hơn Phật? Chỉ có ta thôi. Tự ta giải quyết chuyện của ta. Nếu ta buông được hết, ta không còn dính mắc nữa, thông dong giữa chợ, thì giải quyết sinh tử, còn không có tiếp tục quay lại nữa. Thương chồng lắm phải không? Bây giờ ông xã ông dính Covid thì sao? Lại ôm đi, rồi sẽ thấy. Thấy không? Mà nếu người tu lập tức quán chiếu nơi cái tâm của mình, khi nghe người thân bị Covid thì cái tâm mình nó làm sao? Tâm mình nó rối bồng bồng. Như vậy ta là còn dính. Dính cái gì? Dính sự thân thuộc, sự chấp thủ rằng có ta, có người thân của ta. Nó dính đấy. Vậy dính thì sao? Còn sanh tử luân hồi, kiếp này vợ vợ chồng chồng, kiếp sau mẹ mẹ con con, kiếp này mẹ mẹ con, kiếp sau vợ vợ chồng chồng, nó đảo lộn tung phèo hết à. Kinh sách chép đó, biết bao nhiêu chuyện, cái hàng triệu chuyện trong đó mà Phật dạy rồi. Tùy ta tin Phật rồi ta làm hay không, tùy ta tu kiểu gì đó thì tùy. Ba điều Phật dạy: thứ nhất, ai cũng phải chết, không chết sớm chết muộn thôi. Thứ nhì, chết không biết lúc nào, nhất là thời buổi này Covid-19 này, chết không biết lúc nào. Cái thứ ba, chết không mang theo được cái gì, thân xác cũng bỏ nữa, cái đẹp cũng bỏ nữa, vợ chồng con cái nhà cửa bỏ hết, chỉ mang theo cái nghiệp để đi tái sanh. Nghiệp hết thì hết tái sanh, nghiệp còn, còn tái sanh. Thế thì nghiệp là gì? Ta học tới nơi tới chốn để ta biết. Đức Phật dạy rất rõ, nghiệp là một hành động hoàn tất, có tác ý, được lập đi lập lại nhiều lần, tức là ba yếu tố. Mà cái được lập đi lập lại nhiều lần là cái gì? Là thói quen. Tức là ta hồi xưa có thói quen ăn, thói quen ngủ, thì nay ta chuyển hóa đi, ghê sợ tội lỗi, ngủ vừa đủ, ăn vừa đủ, không tham đắm vào trong các cái đồ ăn, trong các cái giấc ngủ, thì ta không có dính mắc nữa. Ngủ nhiều kiếp sau có thể làm rắn, hoặc là làm con rùa. Đấy. Trong lúc Đức Thế Tôn giảng cho 5 người, ngài Anan bạch Đức Thế Tôn. Bạch Đức Thế Tôn, 5 người này họ có nghe đâu mà Đức Thế Tôn giảng chi. Đức Thế Tôn nói: này Anan, chớ nói thế. Tại sao ngài Anan lại nói như vậy? Tại vì trong 5 số người ấy, chỉ có một người ngồi chăm chú lắng nghe Đức Phật, còn 4 người kia đó biểu hiện khác nhau. Một người thì ngủ gật gục lên gục xuống, một người thì lấy cái chân vũ dưới đất, một người thì nhìn trên trời hoài, còn một người thì múa may tay chân. Đấy, Đức Phật dạy giảng pháp mà chỉ có 5 người, mà chỉ có một người là chú tâm nghe, còn 4 người kia nó như vậy đó. Để quý vị nhìn thấy, rồi quý vị thấy thương Phật, thương người cha lành của mình. Ngài kham nhẫn đủ mọi trường hợp, giáo hóa chúng sanh, tìm bằng mọi cách, từ thấp tới cao, từ xa tới gần, từ thô tới tế, giáo hóa chúng sanh để chúng sanh rời khỏi cái nhà lửa, rời khỏi sanh tử luân hồi, rời khỏi cái khổ. Ngài giáo hóa có 5 người á,
mà chỉ có người ngồi lắng nghe. Thế ngài Anan mới bạch Đức Thế Tôn, hà cớ gì bốn vị kia có cái thái độ như vậy? Đức Thế Tôn nói có gì đâu, chuyện nhỏ. Cái ông mà ông ưa nhìn trên trời á, thì thực sự ông có lắng nghe ta đó, chứ không phải không đâu. Nhưng mà tiền kiếp á, ông là một ông sư chuyên môn đi coi thiên văn không à, coi sao, sao La Hầu, sao Kế Đô, sao Thái Bạch. Cho nên sinh ra làm đệ tử Đức Phật rồi cũng vẫn thích nhìn trời, đi tìm sao? Tại vì cái nghiệp của nó dẫn dắt, cái tâm nó còn dính đó, cho nên tiếp tục đi tìm sao. Cái lỗ tai nghe Phật dạy, nhưng mà con mắt nó vẫn nhìn sao, đi kiếm sao, sao La Hầu, sao Kế Đô, sao Thái Bạch. Còn cái ông thứ nhì á, ông múa may tay chân á, Đức Phật nói tiền kiếp của ông là con khỉ. Nó là con khỉ thì nó chuyển cành, cho nên cứ múa may tay chân, nhưng mà lỗ tai nó vẫn nghe ta dạy, nghe ít nghe nhiều thôi chứ nó vẫn nghe. Còn cái múa may là tại vì tiền kiếp là con khỉ. Cái ông thứ ba là cái chân ông cứ vũ dưới đất. Đức Phật nói tiền kiếp của ông là con giun, nó cứ ưa vũ dưới đất. Kiếp này nó sanh ra làm người, cho nên nó vẫn không bỏ được cái duỗi. Cái ông thứ tư ngủ, Đức Thế Tôn nói nó là con rùa, tiền kiếp là con rùa, cho nên nó ưa ngủ. Nhưng mà khi ta nói nó vẫn gật gù mà nó vẫn nghe được chữ được chữ không. Đấy, quý vị nghe đi, nghe câu chuyện đó để rồi thương Phật, cha lần. Chúng ta có khác gì bốn ông đó đâu. Ưa thích nơi cảnh trần, ưa thích nơi hào nhoáng, ưa thích cái này cái kia đủ thứ. Có nghe Phật đâu. Phật nói còn ngủ mà. Ngủ quên luôn, ngủ mất dấu luôn. Sinh tử luân hồi không có sợ. Phật nói này, lửa cháy nơi mắt, lửa cháy nơi tai, lửa cháy nơi mũi. Ta nói rằng lửa ấy là lửa tham, lửa sân, lửa si. Ta nói rằng lửa ấy dẫn tới sanh tử, ưu bi, phiền não. Phật tha thiết, Phật nói như vậy đấy. Hồi xưa đó 1000 vị tỳ kheo nghe Phật nói chứng A La Hán hết à. Một phần á là hiểu được cái chân lý Phật dạy, một phần á là thấy được sự thiết tha của Phật. Phật rất là thiết tha. Thế này các chư tỳ kheo, bậc thanh văn thánh đệ tử, thấy rất rõ lửa cháy, nhàm chán. Bởi nhàm chán nên ly tham, bởi ly tham cho nên đoạn diệt. Lửa cháy là cái gì quý vị? Bây giờ ví dụ này, như quý vị đang cầm một, đang ôm một cái bom, ôm một cái cục bom to tổ bố, có cái ngòi, rồi có cái thằng bé nó lại tinh nghịch, nó lấy cái hộp quẹt nó bật lửa vô trong cái ngòi á. Rồi quý vị tiếp tục ôm cái cục bom đó không? Nó bật lửa cháy đó, bom nổ tan xác. Rồi bây giờ ôm cục bom đó, quý vị phản ứng sao khi thằng bé bắt đầu nó châm lửa, nó tinh nghịch nó châm lửa? Thằng bé đó biểu trưng cho cái gì? Cho cái tâm á, cái tâm dính mắc á. Cục cái bom tượng trưng cho sanh tử luân hồi, tứ đại ngũ uẩn, thương tiếc lắm, bom không à. Ôm nó đi để rồi sanh tử luân hồi trong vô lượng kiếp, hết làm chó, làm mèo, làm rắn, làm chuột. Tại vì 99.9999% sanh làm súc sanh và ngạ quỷ. Phật nói rõ ràng vậy. Quý vị tin Phật không? Tức là cái số mà lọt ra đó rất là hiếm lắm. Tăng cũng như tục, khi còn dính mắc, còn kẹt. Quý vị cứ nhìn thấy nè, hồi thời Đức Phật đó, ngài đi trên đất không có dép đâu, đầu trần, ba y bát,
sáng ra ôm bịch bát đi khất thực như giống như các chư tăng khác. Các vị thánh tăng của ngài cũng thế, ba y bát, không có dính mắt, không có cái thân của tôi, nhà của tôi, cái gì của tôi hết. Ngay cả khi nhập niết bàn, ngài Anan nói với Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, sau khi ngài mất, chúng con biết nương ai mà tu? Xin ngài để lại di chúc cho tăng đoàn. Đức Phật hỏi ngài Anan: này Anan, Như Lai có sở hữu tăng đoàn không? Như Lai có sở hữu tăng đoàn không? Ngài Anan nói: bạch Đức Thế Tôn, Như Lai không sở hữu một cái gì hết. Tức là ngài đã buông hết rồi, ngài không có dính tới cái gì hết. Đức Phật nói: nếu Như Lai không sở hữu tăng đoàn thì hà cớ gì ngươi lại bảo Như Lai để lại di chúc cho tăng đoàn? Nó không phải của ta mà tại sao ta để di chúc lại được? Có phải là vô duyên không? Có nhiều người sắp chết để lại di chúc cho con: ở cái nhà này của con, cái xe kia của con, hay là cái bánh xe này cho đứa con út. Tại vì người ta nghĩ con của tôi cho nên tôi để lại, đồ đạc của tôi cho nên tôi để lại. Chứ nếu mà như tu tập như Như Lai, như Đức Phật, ta không sở hữu gì cả. Tứ đại này không phải của ta, năm uẩn không phải của ta, chết rồi quý vị tưởng là quý vị có thể điều khiển cái thân quý vị muốn chôn kiểu gì được? Không có đâu. Nó không phải của ta, mà không phải của ta thì hà cớ gì phải để di chúc? Nói chứ tiếc lắm, xa chồng một ngày không nhìn thấy tiếc hồi hồi à, tôi không nói. Kiếp nhau, kiếp sau gặp nhau nữa, còn gặp dài dài. Nếu mà may mắn tu mà được làm người gặp nhau thì còn đỡ. Nó không được làm người, nó tăng gia số chân. Vì cái hạnh tu của mình nó tăng gia số chân, nó là 4 chân, 8 chân, vô số chân đó. Thì lúc bấy giờ Đức Phật nói từ các loại súc sanh mà đưa lên được làm người là vô vô lượng kiếp, cả tỷ kiếp nó mới được làm người. Mỗi một kiếp 5, 30 năm, 100 năm, nếm mùi đau khổ không ngán à. Mà chúng ta chỉ có một kiếp này làm người, để giải quyết sinh tử, giải quyết khổ đau trầm luân trong vô lượng kiếp. Đức Phật đã nói từ trong vô lượng kiếp, máu và nước mắt của các ngươi đổ xuống 4 biển chứ không hết, xương các ngươi chất cao hơn núi, mà chúng ta không ngán à. Chúng ta còn thích tái sanh nữa, còn thích nhà, thích cửa, thích vợ, thích chồng, chưa dám buông. Buông chê uổng, cái tâm gọi là tâm uổng đó. Cái tâm tiếc á là cái tâm dính đó. Mà hễ còn dính thì sao thưa chư vị? Còn tái sanh. Nó dính mà thì nó phải đi theo thôi. Khi chết cái tâm nó đi theo cái nó thích hoặc nó ghét. Nó chỉ có hai cái thích hoặc ghét, là tham và sân. Chết nó đi theo cái đó. Thế thì chúng ta tu tập như thế nào thì tùy. Thấy được sự khổ, sợ hãi sự khổ rồi mới tu nổi. Còn nếu không thấy được sự khổ thì không tu nổi đâu. Đừng tưởng rằng thân này của ta, ta dặn con khi mẹ chết con phải làm theo di chúc của mẹ, đem đi chôn không được thiêu, nóng lắm tao chịu không nổi. Chắc không quý vị? Rồi nó phải mướn ông sư nào, ông sư nào tụng niệm cho. Đường mình tự mình đi chứ ai mà giúp mình được. Phật còn không đưa mình lên niết bàn được mà cứ đi nhờ ông sư này cầu cho đi niết bàn.
ông nào giỏi hơn Phật? Đấy, sư có người đệ tử cách đây khoảng chừng 10 năm, bà cũng giàu lắm, có mấy đứa con ở Úc, có mấy đứa con ở Mỹ, cho nên cứ bay qua bay lại đi thăm mấy đứa con. Trước khi bà đi, bà già đó ở bên Úc, bà xây cái mộ, bà cẩn thận lắm nha, bà kêu người thợ xuống lấy đá granite, đá cẩm, đá thạch, đá marble, đá granite lót ở dưới trong cái ngôi mộ, lót phía bên trong cho thiệt là đẹp, để khi thả cái quan tài của bà xuống thì bà nằm ở trong giữa đám đá granite rất là đẹp, nhà rất là đẹp, bà thích vậy đó. Kêu nó làm hết, mua đất đai rồi làm xây này kia ngon lành lắm. Khi chết là sẽ nằm ở đó. Đá granite bốn vách trên dưới là làm rất là đẹp, tốn tiền nhiều lắm. Quý vị tưởng tượng cái ngôi mộ không bà làm 70.000 đô, 80.000 đô, đá granite mà, đá quý mà, chở từ bên Ý trở về chứ không phải là lấy đá của Úc nữa. Đá của Úc bà chê, dân nhà giàu chết còn muốn vậy. Thế rồi chuyện gì xảy ra? Sư là người chứng kiến nè. Cái đám ma đó là sư là cái người được thỉnh mời với hai vị nữa ra tụng kinh. Bà đi sang bên Mỹ bà chết, mà mấy đứa con ở bên Úc là con lớn, nó ra lệnh mấy đứa nhỏ, tụi bay phải để má mang về đây, má muốn chết ở đây, má muốn chôn ở đây. Các anh lớn ra lệnh, mấy đứa nhỏ đâu dám cãi. Nó nghe lệnh vậy á, lập tức nó mua cái hòm ở bên Mỹ á, để bà vào. Chán rồi sẽ phiền não rồi, nó không có giải thoát được. Bảo đi chùi cầu tiêu, nói tôi ở ngoài, tôi là giám đốc công ty tiền cả bạc 100 tỷ, bây giờ bảo tôi đi chùi cầu tiêu, tôi không chùi. Thì cái ngã lớn lắm, không có tu được. Sinh ra có một lần làm người và chỉ có kiếp này thôi, cho nên ai muốn tu thì tu, ai không tu thì thôi. Phật còn không ép được mà, không? Cho nên không có vấn đề gì hết. Quý vị đừng có phiền não, không? Tu được thì tu, không tu được thì kiếp sau nữa, vô lượng kiếp sẽ tu. Sẽ tu thôi, chạy đâu cho khỏi. Thấy không? Không kiếp này thì tu, hay là 1 tỷ kiếp nữa rồi cũng sẽ phải tu. Kiếp sau làm chó, làm mèo, làm rắn, làm chuột, rồi từ từ 1 tỷ kiếp nữa ta cứ trôi như vậy mãi rồi ta sẽ tu, chắc chắn. Bậc thánh, người phàm chư thiên, loài người, những ai không còn hạnh phúc, không có quan trái lẫn nhau, thoát khỏi sự khổ tâm, khỏi sự khổ thân, giữ gìn thân tâm